Quý vị thân mến, một bộ phim thành công không chỉ động lại trong lòng khán giả những cảm xúc khó quên theo từng mạch phim, ấn tượng ở mỗi vai diễn, mà song song đó còn là âm thanh ngân vang của những bản nhạc phim, yếu tố quan trọng để tạo nên sự thành công của mỗi tác phẩm điện ảnh. Ladies and gentlemen, a successful movie will not only leave the unforgettable emotions, but also not because just of the plot and impressive characters, but also of the echo of its soundtrack, one of the significant elements for the success of a cinema work. Và với sự kết hợp của hai ca khúc trong hai bộ phim Tháng Năm Rực Rỡ và Cô Gái Đến Từ Hôm Qua đã được công chúng đón nhận và yêu thương trong suốt một thời gian dài vừa qua, và sẽ là khoảnh khắc để quý vị gợi nhớ về ký ức về một thời tuổi trẻ với bao mộng mơ và hoài bão. Chắc chắn đây sẽ là một tiết mục mang đến rất nhiều những cảm xúc cho quý vị. And now we will listen to a soundtrack medley from the two movies Glorious Days and Girl Who Comes From Yesterday, which have been recently welcomed by the public. And it may recall your good memories of the younger days, full of dreams and ambitions. Ngay sau đây, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho tiết mục của ca sĩ Will và Hansara. Please welcome singers Will and Hansara from Korea. Tìm một thời đã ghi dấu bao mong manh,
thành phố chưa có bao giờ tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ. Tìm lại ngày tháng